Xin chào quý bà con cô bác đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng bà con. Hôm nay thì bên Toyota Tân Cảng mới về một mẫu xe Toyota VSE số sàn đời 2020 nha quý vị. Cái mẫu xe này thì Khiêm là người trực tiếp thẩm định cũng như là thu cái mẫu xe này về. Đó, xe đứng tên cá nhân một đời chủ tại thành phố Hồ Chí Minh, năm sản xuất là 2020. Toàn bộ vỏ xe trên xe đều là vỏ ring theo xe hết nha quý vị. Và như quý vị thấy là xe màu trắng ha. Nước sơn là nước sơn ring luôn quý vị. Và trên xe này có những cái điểm trầy xước thì về thì bên Toyota Tân Cảng sẽ tiến hành sơn lại để xe mình nó đẹp đẽ, cũng như là làm đẹp theo công nghệ Marukuri để mình có thể là mình có được một chiếc xe hoàn hảo nhất nha quý vị. Đây, nội thất bên trong nha quý vị. Đó, với tông màu đen là màu chủ đạo nha quý vị. Nè. Đó. Đây quý vị nè. Đó, tông màu đen là màu chủ đạo ha. Nội thất bên trong xe thì phải nói là còn rất là đẹp. Xe này Khiêm trực tiếp đi xem về mà. Và cam kết quý vị là không tai nạn, không ngập nước. Và xe là đúng chất của một mẫu xe chạy 25.000 km nha quý vị. Đây, số km đây quý vị. 24.957 km ha. Trang bị màn hình Pioneer quý vị. Camera gear rất là rõ nét ha. Đó. Với cái mẫu xe này á thì quý vị có thể thấy nè, động cơ Khiêm đang cho nổ máy nè. Tiếng nổ máy nè. Đó. Tiếng nổ máy rất là giòn ha. Và khoảng cách giữa những tiếng nổ máy là êm nha quý vị. Động cơ nổ rất là bình thường ha, không có hiện tượng rung lắc rung giật gì nha quý vị. Đó. Và với mẫu xe Toyota VSE này, giá được niêm yết đó là 468 triệu đồng nha quý vị. Thì quý vị có nhu cầu thì vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.